Có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi, mình cứ lao vào mình yêu thôi, nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy Trời trời. ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... Rồi 24. Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ, không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi, chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi, đúng rồi, bỏ qua cái chuyện bỏ cũ mấy đi chuyện nha, cũ bây giờ đi. ghét đi trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh ấy, thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Ồ, đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? À không phải chị, tức là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc Dạ, chắn chắc chắn không? dạ đúng rồi. Đây hơi bị ngon à. Lát lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi, rồi. 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa không? Gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Tôi còn khó hơn đó. Dạ à, tính tình nó thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị. Ừ. Nên nhiều khi á về cái rủ thời trang của em nó cũng phải đa dạng, và em cũng bán hàng online nữa. Ừ. Nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. À, nên chụp để đăng lên trên Facebook dạ, để đúng, bán á phải không? Dạ đúng rồi, nên về rủ ăn mặc á thì em cũng mong muốn á, nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Thoáng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh. Ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi bạn bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi coi có biết ăn mặc nói không lớn nha. Lớn không? Trời ơi. Ồ, được, được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. À, nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình á, ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diễn quá thì lại thấy khó chịu. Ra, quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Chờ, mà để nó nghe nè, nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy, chứ sao mà vậy mà không không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá, nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Vậy em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với là hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhất. Chứ không biết chuyện nó dễ, tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, ăn hết. Tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa. Áo cũng bóng nữa. Trời, người ta ngon thì ý tôi nói ngon mà. Này, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em, tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như ví dụ dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. Rồi, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Tôi qua coi đàn gái con sao chứ. Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Trời, chứ giờ anh muốn nha. Sao anh qua anh coi. Chà, đàn gái coi sao. Khi dễ nhà gái đâu được. Cút hà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương vậy. Chào anh. Trời ơi. Giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. À, bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể. Ừ. Và em hình tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Rồi tới ba người gặp lại ai với rể đâu liên quan gì đâu trời. Bà. Tại vì không phải ba nữa. Dạ, tại vì các anh trong nhà em ai cũng là soái ca đó. Rất là thương vợ con, ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình. Ừ. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi soái ca là giống soái ca trên đây không nha. Bên đây không soái ca là cái ca cũng được. Vậy gặp soái ca em trước nha. Dạ. Ồ, soái ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột đó hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. À, anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai, rồi nhìn... Nói chung nhìn cũng hợp á.
Rồi, hai bạn kế bên. À, thì ý kiến của mình đó là chỉ có một cái thắc mắc đó là về khoảng cách đó của Giang với lại anh đó, có vẻ hơi xa, thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau, nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối, nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây em giờ nghĩ cái vấn đề công nghệ này nó này phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía nhà gái. Không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Sau cái cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có 2 cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được, em lên Sài Gòn được 4 ngày á, thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ vậy đó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Okay, nhưng mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi hơi băn khoăn, tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu, mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp. Với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi, đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm, không vấn đề gì cả. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu mà, em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà
ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng... Em nói thật là cũng hơi ít. À. Nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry em nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sao đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt nhé. Xin mời quý vị qua đến sân vận động Luzhniki, thành phố Moscow, thủ đô Cộng hòa Liên bang Nga để đón xem trận đấu chung kết giữa Pháp và Croatia. Trong trận đấu này, để tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình hai đội bóng ra sân trong ngày hôm nay. Bên phía đội tuyển Croatia, thủ môn Subasic, số 2 Ivan Perisic, số 4 Luka Modric, tác giả của hai bàn thắng trong trận đấu gặp đội tuyển Anh ở bán kết. Số 6 Vela, số 8 Ibrahimovic, số 10 Safin Ibrahim, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Croatia là Ba Hồng Vân. Bên phía đội tuyển Croatia, bên phía đội tuyển Pháp, thủ môn mang áo số 1 Hugo Lloris, số 2 anh Nguyễn Quyền Linh, anh đã phản lời nhà trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ ở bán kết. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp là ông Didier Deschamps. Điều kiện trong trận đấu này là tổ trọng tài người Italia, trọng tài chính ông Roberto Rossetti, trọng tài trợ lý 1 ông Paolo Manini, trợ lý 2 ông Jack Santini, trọng tài bàn ông Kunikakia người Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi. Và được rồi. Không, đứng thôi, chết đi chứ. Ngồi đắng ngật ngay. Dạ. Đã cho em hạt nhà nào, đã nào. Đã phản lưỡi nhà nào. Em thấy anh phản lưỡi nhà mãi. Anh phản bao chị không vấn, anh chị không vấn đã tốt mà anh đáng tốt. Đã phản lưỡi nhà không vâng à. Phản lưỡi nhà nên rất là. Thôi tự nhiên nói hồi tôi nói vòng cái nó dài tiếng nữa. Mới nói đi. Thiệt cái tiếng Huế dễ cứng lắm. Nói người ta nói mà bằng pha tiếng nó mạnh lắm. Không pha tiếng nói một người là nói được, mới nói được. Nói răng. Nè, mới hát Châu Văn được không? Dạ Châu Văn ông được. Ông Châu Văn hồi nè mở màn ra. Rồi gặp bên kia. Ôi bây giờ hát bà hát bây giờ. Không. Dạ. Đây nào. Mình sẽ gây ấn tượng một chút mở màn ra hát Châu Văn cho. Châu Văn cho cô cho đúng rồi. Cô gái bên đây sao? Rồi. Dạ. Bây giờ vậy được rồi đó. Có bị chưa để hỏi cho cô đi xử. Nghe nè. Mi không thích bạn trai mi điện như thế nào? Giá trưởng, không thích giá trưởng. Là không thích giá trưởng phải không? Có giá trưởng không? Dạ. Không. Không thích nói nhiều kiểu nói nhảm. Không có nói nhảm nha, không có lấy không, không nhầm. Không có nhảm phải không? Chỉ cái nào bình luận thôi, nhảm gì thôi phải không? Dạ bình luận thôi, nói nhảm, nói không nhảm nói. Bình luận mà gặp mấy cô thủ hai phản lời nha, thế em mình nhảm. Dạ không, kiểu hài hước như vậy thì bình thường. Hài hước như rửa dạ. Làm được. Dạ. Là vui hiểu không? Rửa răng nữa. Con không thích kiểu như ngoài quần... hình thì răng, ngoài hình thì răng, không muốn được. Mí không muốn là bạn trai mí là cái ngoài hình nó. Nói chung là... dễ nhìn là được đấy cô. Dễ con dễ dạ. Bự được không? Dạ được, một bự dễ ốm. Hỏi được không? Dạ không, con không thích hỏi. Không thích hỏi. Dạ. Em lấy cho mí không có hỏi nghe. Dạ. Rồi thôi được rồi. Được là... ha. Mình hỏi kiến người thân đi, cho hai bạn này gặp nhau thú vị lắm nè. Đúng rồi. Cảm mí đi về ai nữa? Dạ em đi với Di và bạn và chị của bạn. Chào đàn trai. Chị Hồng Vân. Ủa, tiếng Nam hả cưng? Dạ, em là người Huế nhưng mà em cũng có thời gian ở trong Nam này lâu rồi. Tôi giờ dạ. Nói tiếng Huế được không? Nói đi cả nhà mình nói tiếng Huế cho vui cưng. Dạ. Thì em nhận xét về bạn Mỹ. Thì, nói đi, nói tiếng Huế đi. Mỹ nhận xét về bạn Mỹ ra. Dạ. Thì bạn Mỹ á. Em xin lỗi là em quen rồi. Dạ, em xin lỗi là em không nói được. Tức là giọng Huế em quên khó nghe hơn. Quên rồi. Dạ. Thì bạn Mỹ thì cái tính tình thì bạn hay hài hước. Nhưng mà được cái là bạn rất là người rất là tốt bụng. Thì nhận xét bạn nữ bên này thì em thấy là bạn nữ bên này là có cái vẻ hiện đại. Cũng như là có cái tính. Thì em thấy là hai bạn cũng hợp với nhau. Thì có thể cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ, con đi với mẹ nuôi và chị họ của con. Mời đại diện đàn gái.
Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Dân cùng toàn thể khán giả có mặt tại khán phòng hôm nay. Thì trước hết tôi xin chia sẻ vui một tí. Hôm nay là lần thứ hai tôi tham gia chương trình, giữ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Thì cách đây 2 năm á, tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 301 cho con trai của mình. Thì hai cháu đã thành đôi và kết hôn hồi tháng 7 vừa rồi. Là bây giờ là cũng sắp có em bé. Thì nhân đây thì tôi xin là cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng như là hai MC Quyền Linh và Cát Tường lúc bấy giờ đã làm thành một cái cầu nối vô cùng tuyệt vời. Hôm nay tôi trở lại đây với chương trình này trong vai trò của một người mẹ nuôi, là do gia đình của bé là ở xa, để ra tôi hy vọng là bé sẽ tìm được một nửa mảnh ghép còn lại của đời mình ngay trên sân khấu của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Thì qua hồi nãy giờ thì thấy các trai ở bên đây á là tính tình cũng là dễ thương, vui tánh, là cũng có sự chín chắn ở đó. Thì tôi mong là nếu mà có duyên thì hai cháu cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, xin rồi, cảm ơn gì? Cảm ơn người trong nuôi, cuộc. Cảm ơn mẹ nuôi chứ. Coi như người trong cuộc của Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Rồi, bây giờ thì mình qua gặp đàn gái cho mình. Dạ, con chào chú. Đàn gái cho tôi coi mặt. Ủa, chưa luôn hả? Ồ, đây, đàn gái con nhà tôi đây. Rồi, chào con. Xinh gái quá. Giống như con cúp bé vậy đó. Chú. Như là búp bê vậy đó. Dạ, chú. Con không thích những tính tình nào của đàn ông? Dạ, con thì không thích gia trưởng, không thích nói nhiều mà kiểu nói nhảm. Dạ, kiểu nói nhiều mà hài hước là đây thì hài hước vui, dạ. không có nhảm. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng khó đó. Dạ. Vậy nó mới vui đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà đồng ý hai đứa hẹn hò thì khoảng bao lâu cho đàn trai bước tới? Con thì đơn giản sang năm cũng được và tháng sau cũng được, nói chung là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi đó hả? Sẵn sàng rồi. Dạ. Trời ơi, được mẹ nuôi dẫn đi mà hy vọng rằng gọi là cái may mắn lần trước, cái mát tay lần trước ha, nó kéo cho tới đây luôn nha. Rồi bây giờ mình mở rào thôi. Nào, tập 301 thì Nhân với Ngân đã cưới nhau rồi, bây giờ tập này không biết hai đứa sao nha. Chồng tăng liền, tăng quá, chồng à. Em chờ tăng quá xong. Em chờ anh. Lần đầu gặp em thì anh cũng có món quà để tặng anh. Em cũng có vài món quà để tặng anh. Đây là món ăn em tự làm. Có ăn hả? Dạ. Ăn nữa. Ăn liền luôn hả? Dạ, anh có thể thử. Anh Linh, ăn liền luôn. Em thử trước đi, nhiều dao lại anh. Em còn lại một miệng là giao lại cho anh nhé. Rồi để em mời, để em mời thôi. Ăn miếng cảm nhận thôi. Dạ, con mời chủ. Rồi, cảm ơn con. Để đây chú lo, khỏi dạ, gấp. Dạ. Hai đứa làm gì của hai đứa đi. Ba. Có cái gì mở qua coi rắn. Em còn mong qua nữa, tặng anh. Dạ, em mở ra. Mở ra đi. Anh mở ra của anh. Đúng rồi, dạ. Em mở ra đi. Đây là món quà của anh tặng em trong buổi ngày gặp đầu tiên. Yeah. Và anh sẽ giải thích ý nghĩa của món quà này. Yeah. Đây là cái áo, bộ áo quần thi đấu của đội tuyển Croatia, một đội bóng mà anh là rất là đam mê từ nhỏ. Và anh muốn là xin dành tặng cái trái tim này dành cho em. Yeah, em cảm ơn anh. Còn đây là một quyển sổ. Sau này anh hy vọng cái tình yêu của chúng mình có những cái tháng ngày đẹp đẽ bên nhau để lưu lại trong cái quyển sổ này. Anh xin tặng em. Có nghĩa là nói cho rõ luôn. Nói cho rõ luôn luôn là ngày trước khi gặp em, trái tim anh là dành cho cái đội Croatia, đúng không? Trước khi gặp em là anh dành toàn bộ, dành cả tuổi thanh xuân cho Croatia. Đúng. Bây giờ là anh sẽ có em. Anh trao toàn bộ cái tình yêu đó cho em, hiểu không? Yêu Croatia nữa. Đó, đã yêu em thôi. Anh gửi. Dạ. Dạ, để nhận qua xong đã rồi ạ. Con đây là một quà em gửi dành tặng anh. Đây là con gà bông. Con heo, biệt danh của em, tên gọi ở nhà ba mẹ em gọi em là heo vì em sinh năm con heo. Con đây là tầm thiệp em từ tay làm rồi. Cảm ơn em. Dạ. Ý nghĩa.
Giờ anh làm bài cho Văn để tặng em nhé. Dạ. Viễn cảnh thắng người ăn ra, ăn ra viễn cảnh thắng người, gặp cô gái Huế sao đành khó quên. Cảnh đẹp Huế đô cảnh đẹp, cảnh đẹp cô đô, sông Hương núi Ngự con rồng chào tiên. Tiếng hạc bay cao lời ca sao đầu, lời ca tiếng hạc bay cao, mời anh mời chị dừng chân ngắm nhìn Huế của tôi. Vậy. Con có ca gì không? Con có ca, con hát chi mà đổi lại không? À, em chỉ có thể hát thôi chứ em không có ca được. Hát cái đủ rồi đó. Em đi. Em sẽ gửi đến chương trình và anh cùng hai MC một bài hát. Bài cùng bài ước gì luôn nhưng mà con hát dài hơn. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Dạ để em đáp lại bài hát của bạn, em xin gửi đến bài hát Tạm biệt Huế. Dạ. Dạ em đáp lại nữa. Theo em lên những ngôi đền chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu, mặt trời vàng và mắt em nâu, cho anh gửi Huế một câu thơ tình. Huế ơi, áo trắng ngày xưa thuở tim em mà không thấy, chứ mênh mang mấy nhịp trường tiền nặng lên từ phía non, em nghiêng qua câu Huế ơi, nhịp cầu công má con đường đi thẳng, một đời anh tìm mãi Huế nơi mô, con sông dùng dằng con sông không chạy, sông chạy vào lòng nên Huế rất sâu. Vậy đó. Đấy, nhìn nhau này, nhìn nhau này, nhìn nhau. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Dạ, lần đầu tiên anh thấy em thì như thế nào? Có giống như anh suy nghĩ không? Ừ, anh cứ suy nghĩ, từ khi gặp em thì anh cứ suy nghĩ là một cô gái tóc dài, nhưng thấy em tóc ngắn nhưng mà cũng là rất là dễ thương. Em cảm ơn. Em gặp anh thì sao? Cảm nhận lần đầu tiên em thấy qua cách nói chuyện thì em thấy anh dễ thương, hài hước và cũng khá là chu đáo, và chắc anh rất là mê đá bóng. Anh cũng mê đá bóng mà dạ. Điều không đá ngoài được chỉ có xem thôi. À dạ. Mà Đăng mới thấy là cái bé nở là giống Thì Nở không? Dạ thì không nở giống. Đó, tên Thì Nở đó có giống Thì Nở không? Không, thì em thấy chứ nở đấy. Thấy? Dạ thấy cũng là giống Thì Nở. Chị giống gì nè? Dạ giống giống cùng, trong giống người trong mông của mí không? Dạ giống chị không vấn á. Giống người trong mông của mí. Dạ thấy chị không vấn là trong mông nữa má. Chú cha mà ơi. Rắn còn xúc động quá đi đấy. Dạ. Em thấy bạn gái cũng là dễ thương. Thấy. Dạ. Thì lần đầu gặp em thì cho anh hỏi là quan điểm thế nào của em về là tình yêu quan điểm của em thì nói chung là nên rõ ràng, minh bạch, nên công khai. Em không thích giấu. Thì cái gì đó đăng lên là sẽ tồn tại lâu dài. Dạ đúng rồi. Nói chung quản lý cũng được, nhưng mà mình nghĩ là nên tin tưởng nhau vẫn sẽ tốt hơn. Thì tình yêu mà không tin tưởng thì cũng khó mà kéo dài lâu. Dạ. Vậy cho anh hỏi thêm câu nữa nha. Dạ. Là em nghĩ gì khi mà nếu mà làm dâu nhà chồng thì anh sẽ nghĩ những cái gì là thuận tiện và những cái gì là không thuận tiện? Cái thuận tiện đặc biệt là làm dâu ở Huế thì có như sẽ nói chung mẹ em thì cũng thích là chồng gần mẹ. Nói chung trước khi lên chương trình mẹ cũng rất là lo lắng, sợ là chương trình sẽ mai mối người ở Bắc hay Nam gì đó, sợ xa mẹ, tại vì hai chị gái trước cũng là chồng ở Huế. Dạ. Em ở Hương Trang, ở xã nào? Em ở xã Hải Dương. Biển hả? Dạ, anh ở xã. Như vậy là anh về ăn hải sản là không tổ tiên nhé. Em không biết ăn hải sản. Không biết hả? Anh dạ. biết. Dạ.
Hẹn hò mố. Dạ hẹn hò mố em hả? Anh hiện tại anh đang làm sinh sống. Anh làm ở Đà Lạt. Anh làm ở Đà Lạt. Thôi bây giờ này em làm Sài Gòn phải không? Dạ. Anh làm Đà Lạt thì về cho mình chúng mình gặp nhau tại Đông Nai ở giữa cho tiếng anh. Đông Nai gặp chủ mố. Dạ biến hóa. Ở trong nhà thương à? Mi rắn á. Mi phải xuống đây. Hiểu không? Dạ. Rồi căn khi nào bạn được nghỉ lâu á. Rồi rước hẳn lên Đà Lạt. Trong một tuần là em tự nghỉ vào thứ bảy chủ nhật khác. Dạ không, em làm từ thứ hai tới thứ bảy, chỉ có nghỉ ngày chủ nhật. Anh thì dạ. Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Dạ. Nói chung em nghỉ thời gian xa, thời gian lâu thì chỉ có nghỉ hè. Em hoặc là giáo viên mầm non hả? Dạ. Chắc có kinh nghiệm quản lý các em nhỏ hả? Dạ đúng rồi. Anh rất thích công nghiệp. Dạ. Nói chung là một bay có ở nhà em rất là dễ thương. Sáng hôm nay em vẫn còn phải đi làm. Đi làm để nói chung chăm cho mẹ đứa nhỏ. Em có khi nào về Đà Lạt chưa chứ? Dạ chưa, em chưa về Đà Lạt. Rất có rất nhiều dự định để đi Đà Lạt nhưng mà chưa có ai đi bây cùng. Giờ gặp anh thôi thì có dự định đó là sẽ sắp con. Chắc chắn một thời gian không xa. Thì khi nào con anh cũng cải. Thế con cải kinh tế. Ai lo? Kinh tế thì nếu em làm thì em cũng sẽ gửi cho bạn đó lo, nhưng mà em cũng phải là cắt một phần trong người để em tự chủ động cái công việc của em. Dạ. Em sao? Thế là em làm của đưa tiền cho anh không? Nói chung là em nghĩ là ai giữ tiền cũng được hết. Miễn sao là người đó là biết cách chi tiền như chi thế nào. Chi tiền cho hợp lý thôi. Dạ, đúng rồi. Sau này ví dụ mà nếu mà có gia đình thì em nghĩ là mấy người con sẽ là hợp lý. Em nghĩ là 2-3 đứa. Một đứa thì quá ít. Ít. Dạ. Còn đối với anh trai gái anh cũng quan trọng vì tới cho gì mình nhận nãy. Dạ đúng rồi. Em vẫn thích con gái hơn. Anh thích con trai hơn. Em thích gái. Bây giờ em bước tới, em nắm tay cô gái ấy. Em muốn nói những điều gì chân thành nhất từ trái tim của mình đối với cô gái ấy. Nào. Bây giờ mình không có hài hước nữa, mình tập trung vào con tim của mình nha. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô gái. Anh muộn cùng em sẽ đi đến hết cái quãng đời còn lại. Anh nhìn suy nghĩ sao anh nói vậy? Nhìn bạn. Dạ. Nói chung là rất là con rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh cũng như là những món quà anh đã chuẩn bị. Nói chung là mình có thể là tạo cơ hội con đi tiếp xa hơn nữa hay không thì cả đó là bằng sự tự nhiên. Rồi trở về ghế ngồi, hết thời gian rồi các bạn, chúng ta để tay vào nút bấm và đi đến quyết định cuối cùng. Bây giờ chúng ta có thể nói vui với nhau, có thể trêu đùa với nhau, có thể thể hiện tất cả những cái cá tính, cái gọi là những cái gì mà nó ưu điểm và khuyết điểm của mình. Nhưng đến lúc các bạn phải lắng lòng lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động hay chưa, đây có phải là một nửa yêu thương của mình chưa. Trước mặt hàng triệu khán giả, trước mặt gia đình của các bạn phải làm đúng những suy nghĩ từ trái tim của mình. Chúng ta không nên bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ quyết định bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Nhìn về phía trước. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nào, lấy nắm tay nhau. Đấy, hai bạn cùng quê với nhau ha. Có thể ở rất gần với nhau mà chúng ta không gặp nhau, mà gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh này. Sau bao nhiêu bôn ba mưu sinh tất bật, bây giờ thì ta đã có duyên với nhau. Mình hứa với mẹ nuôi, hứa với gia đình, bà con, mình sẽ làm gì và như thế nào đối với người mà mình đang nắm tay. Em giới thiệu nói trước đi. Dạ con xin giới thiệu với mẹ là kể từ đây thì cho con có cơ hội để làm quen với em, và con sẽ hứa là sẽ cố gắng chăm sóc em những gì tốt nhất có. Rồi mời em gái, mời nở nói gì đi nở.
Dạ, con xin chào Di. Dạ, chào gia đình. Nói chung là cũng rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn hai bên đã đến gặp một ít thời gian đến hôm nay. Cảm giác rất là hồi hộp, rất là rung. Mấy hôm mất ngủ. Và bây giờ đã lên đã gặp bạn. Nói chung là khá là bất ngờ khi được ở cùng quê nữa. Nên rất là vui và hạnh phúc. Và về sự nghiệp và về cái tương lai của hai đứa thì chắc là để tìm hiểu sâu hơn và một thời gian nào đó thì sẽ có những bước tiến có thể là xa hơn nữa. Nếu mà có tin vui là nhờ Bảo chương trình ấy. Dạ con. Dạ Bảo. Dạ chắc chắn. Rồi. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép mẹ. Con xin phép mẹ cho con hôn hát một lần. Ôi, nhỏ cổ tay. Dạ. Không tung má chứ ai. Không tóc, không tóc. Không, không má. Em chỉ biết húng. Lầm lắm luôn hả? Nắm tay nhau đừng buông tay ra. Nè, những gì hai đứa nói, nó là bằng chứng của tình yêu. Nó vẫn nằm mãi trong suốt cuộc đời của các bạn đó nha. Cho dù gì đi. Nhìn thì cũng, ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung thì cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là thế là cháu trai hiện nay là cháu công tác hay cháu làm nghề gì? Dạ cháu thưa với dì là cháu làm thủ kho công ty trách nhiệm thương mại của bạn. Hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Dạ cháu ở Gò Vấp. Gò Vấp rồi. Dạ. Thế là gia đình cháu là có mấy anh em? Dạ cháu có ba chị em. Cháu có một chị gái và một em gái. À, bố mẹ cháu hiện đang ở Bạc Liêu hay là ở trên thành phố? Dạ đang ở Bạc Liêu. À Bạc Liêu thì cháu ở trên này là cháu ở với này. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Thì thấy qua cái ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì thấy là cũng hai cháu là sẽ tương đến đồng, với nhau. Tương đồng được, đấy ạ. Tương đồng dạ tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này. Rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo hàng tuần hay là hàng tháng. Có thể là tuần, nếu gần thì có thể tuần được lần để các cháu tiến tới hôn nhân thì chúng tôi rất là phấn khởi. Xin chào chương trình. Rồi, cảm ơn dì Vũ Lộc ha. Dạ. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương dạ. đồng quá hợp lý. Rồi, Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em, với một ba người em hả? Gái, một người em họ. Ba với dạ. Rồi, chào chú. Con chào chú ạ. Xin chào là Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị thăm đài. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diễn. Là Diệu là Lâm Hoàng Diệu. Dạ. Thành ra dòng họ gì đây không? Toàn là gì đây không? Hoàng Diệu có đường Hoàng Diệu quận 4. Thì tôi kể lại ngắn gọn thôi. Thì nói chung là Hoàng Diệu á, hồi 7 tuổi á, đến học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu rất là có hiếu với cha mẹ ông bà, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương nít, thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm, nhưng mà lúc nào là Diệu cũng hiếu, có hiếu với ông bà cha mẹ hết. Nhưng mà về tánh hình còn Diệu á thì còn Diệu là thường nữ thích Diệu nhiều hơn trai thích, tại nó tánh nó mềm mỏng thật, mềm mỏng lắm. Nhưng ngược lại qua là chương trình này để tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Dạ. 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 Cảm ơn chú. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em mở luôn. Để anh mở. Dạ, trong cái món quà này có một ý nghĩa mà em muốn tặng tới anh, là em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về
Vì ý nghĩa là tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến bên nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo con cuốn sách này. Em có thể đeo trên cái tạp dề này luôn được không ạ? Ta người ta đã dịu rồi, đem đeo tạp dề chứ nó còn dịu ác nữa. Rồi ép người quá đa. Em thuộc chưa? Dịu nó còn dịu hơn nữa. Ai tên dịu đeo tạp dề vô đúng là dịu. Ôi mi dịu. Thì hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Nói chung là bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi. Thì anh đổi em. Rồi đổi luôn đi em ơi. Đó. Trời nắng này đội nón nó mát lắm mà. Em cần dùm anh nha. Dạ, dạ em cần dùm. Trời ơi. Sau đây chắc phải đi Đà Lạt quá à. Biến Sài Gòn, Đà Lạt. Bếm, biến sân khấu thành cái bếp. Có cần đeo luôn anh? Em đeo. Bao tay luôn lúc, hả? Lúc lạnh để... Lúc lạnh em đeo chứ không cần đeo luôn hả anh? Dạ, cảm giác bây giờ em rất là ấm áp. Rồi đó, hai đứa đứng nói chuyện đi. Đây đây cái hộp để, đó để, bỏ qua đây. Để hộp đó xuống đi. Rồi đó. Yeah. Đâu? Dạ thôi. Nói chung là nãy giờ anh không có cục căng tròn cho nên là anh không biết là có không đúng sao hay không. Như thế này em cảm giác ấm áp lắm rồi anh. Chứ cục nữa chắc là ấm nữa anh. Thì anh tặng em món quà này với ý nghĩa là anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Ủa chứ có thiệp có gì trong đây không cưng? Để coi cái hộp quà. Dạ có, em có thấy. Trời ơi bao tay với dớ luôn mà Linh ơi. Bao tay màu hường luôn. Dạ đúng rồi em thích màu hường. Đó đó thích hường dớ màu hường luôn này, hường cam. Diệu cũng thích màu hường lắm á. Bài thơ anh dành tặng em mà. Dạ. Bị chị Hồng Vân phát hiện cho nên thôi em đọc. Em đọc nhưng mà anh tự đọc đi nó thì dài hấp dẫn hơn anh. Để anh đọc cho dạ, em anh đọc đi. Bài thơ hả hay gì cưng? Dạ bài thơ chị. Đọc đi cưng. Dạ bài thơ tặng cho em với cái tựa đề anh đặt là Điều Anh Chắc Chắn. Dạ. Đã biết bao người em chưa chọn để dành cho anh chỗ trống hôm nay. Đã biết bao người em từ chối để gặp đầu về với đội của anh. Tuy không cao và cũng chẳng sang, nhưng anh chắc lòng anh đủ lớn để chứa tình yêu và chứa cả em. Và anh chắc rằng mình có thể mang nụ cười hạnh phúc đến cho em. Dạ, cảm ơn anh. Cái bài thơ này làm sao? Là em tự làm hả? Dạ. Em tự làm hay copy một cái... Dạ không, hoàn toàn 100% của em làm. Là em tự làm luôn? Dạ, em làm mấy ngày trước, mới chỉnh sửa hồi đêm hôm. Mới chỉnh sửa hồi đêm hôm. Ừ. Lúc mà em làm vậy em có hình dung cái cô gái ở trong cái bài thơ này giống như bạn này không? Chắc cũng na ná. Na ná hả? Dạ. Hay quá ha. Đó, thì dành cho em rồi đó. Bạn gái hát tặng bạn trai bài đi, giao lưu đầu tiên cái đi. Tại lúc này em nói nè, em khả năng hát của em nằm banh ngóc á. Kể em chỉ nó. Sợ em hát xong mọi người. Mặc cái đồ này là hát Người Tình Mùa Đông là đúng nhất nè. Được đó, nhưng hát mà em có thuộc, em có thuộc bài đó. Bài gì cũng được hết trơn, hát tặng bạn trai đi. Người ta có lòng tặng cái nón cái khăn đẹp quá. Anh mà. Có, anh có biết cái bài Duyên Phận không? Cái gì mà anh hát, em quên mấy cái câu, em học mới học đi, quên nhớ có câu đầu tiên nè. À em nhớ rồi để em hát, có gì hát chung với em nha. Nhưng mà anh không nhớ lời. Em hát rồi anh hát theo em hát. Em hát Duyên Phận được. Chứ Diệu nó hát Duyên Phận là. Hát không, hát chung với em đi, hát chung với em. Hát chung cũng được đó. Hát chung không được. Vậy em hát một câu thôi anh nhé, tại vì em nhớ có một câu à. Thôi vậy Diệu hát luôn đi Diệu. Con nó tới đâu. Dạ em hát luôn nè. Mọi người cứ bình tĩnh nha. Rồi. Dạ. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Để Diệu hát đi, để Diệu hát đi. Thôi để Diệu hát đi. Tại vì cái này là nó cũng chưa có vô tông đó. Không phải có tông cũng có vô đâu. Diệu đỡ liền đi. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Trai miền Tây là hát cải lương rất là vô hay. Đi Diệu. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh.
Nhưng mà anh nói trước nha. Dạ không sao. Anh hát xong em không có bỏ về liền. Dạ, em sẽ ở đây với anh đến tận cuối cùng luôn. Nào giờ chưa hát lần nào cả. Để nó. Hai đứa hát. Còn không thì hát vẫn làm con gái. Hát nào hát. Thôi nói chung tại vì đêm hôm em thức khuya quá nên là non quá ngủ không được. Hát cái lương sẽ bể chương trình. Thôi em hát một câu. Yeah. Một đoạn trong bài hát Cứ Nhau Đi. Yeah. Hỡi em yêu, anh muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi được về cô liêu, bên nhau sớm chiều, yêu nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Không chịu, em hát cái lương đi. Đặc trưng của miền Tây mà Bạc Liêu mà. Dạ, ê, cái giọng em ấm á, giọng này á. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Cái lương. Trời ơi. Ủa mà sao quên rồi. Để nó hát đầu đi. Thôi hát bài Chầu Cao. Trời ơi một lá chầu xanh cũng nặng hoằng trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Ủa, hát rồi vui. Hai đứa bay lập cánh hát được đó. Nói chung là thôi khỏi hát như vậy đi. Thôi hai đứa ngồi đi, ngồi hai đi đứa thôi. Lập cánh hát bảo đảm cái đầu hát. Rồi em đeo luôn. Cứ đeo luôn, trời ơi bạn gái tặng em đeo chút chạy xe ngoài đường chơi. Tại em cảm giác ấm áp quá. Em ấm áp quá anh. Rồi cảm nhận về nhau đi các bạn. Rồi đó, nó cảm nhận về nhau đi. Cho anh hỏi cách trước nha. Dạ, lỡ tháo rồi bên kia tháo luôn đi. Thôi cứ để đi. Ôi tội nó. Dễ cái nó mà. Nó bị dài quá, tháo ra đi. Dễ cưng mà. Đó, ra có tháo dùm. Tháo cái gì đi. Thả. Đây, tôi xếp cho. Dạ, em cảm ơn. Giờ hai đứa nói về cái chuyện mà em bé đi. Dạ. Em nói là thích em bé. Dạ. Rồi bây giờ nói đi, vậy giờ lấy nhau rồi sanh bao nhiêu đứa? Anh dự định là sinh mấy đứa, và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái. Yeah. Miễn là em sinh ra là anh đều thích mà. Nhưng vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Sinh luôn hai đứa đi, dễ thương lắm. Dạ. Yeah. Là em muốn sau này ví dụ kết hôn là mình có ba người con. Dạ, nếu mà khả năng của em cho phép em cũng muốn ba đứa luôn. Nếu lúc đó mà nhà nước mình không cho sinh con thứ ba thì sao? Không đâu có sao đâu, có nhiều cách mà anh. Mình đã thích rồi mình cứ làm thôi. Thôi mình nhân đôi đi, hai là bốn. Anh có làm được không? Anh muốn hai trai hai gái. À vậy hả? Trời cũng không sao, nói chung là chắc em làm được. Hai lần sinh thôi, lần sinh hai là dạ. Được rồi. Anh muốn hỏi em cái mối tình mà em nói quen với cái người mà lớn tuổi hơn nhiều. Yeah. Thì anh muốn biết là em cái lúc đó em quen với người đó thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Thì lúc đó thì em mới ra trường á, ra trường em quen người đó thì nói chung lúc đấy em vẫn còn nhỏ, em cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nói chung là mình thấy người ta phù hợp với mình, người ta thương mình rồi thì mình tới vậy thôi. Chứ lúc đó thật ra em mới có 23 tuổi mà, nên em cũng bình thường, cảm nhận nó cũng vậy thôi chứ không có gì hết. Tại vì nó cũng chỉ có một năm thôi. Em có ngại vấn đề mà người nam người bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm nam bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống ở trong đây và làm việc ở trong đây luôn, chứ em cũng không muốn ra bắc nữa. Thì đó. Dạ. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào?
Dạ, em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em là, nói chung là chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Anh lại gần gần, nó dở cho ta lại gần gần chút. Em lại em coi đi em. Lại gần cho ta coi rõ hơn. Mở lên nè xong lại coi đi. Coi có đúng. Lông là phải có gần gần mới thấy. Rồi. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu chắc là có rồi anh. Hé hé là. Dạ dưới này có chứ trên có đó anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Có. Dạ đây. Đó. Rồi, đúng rồi. Ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa? Quyền Linh chút xíu thôi. Lý do em thích vậy là tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ chứ. Tại vì trong cái môi trường làm việc của em á, em gặp nhiều bạn nam á, làm cùng với em thì bạn cứ nói chung là nó không có lông, rồi nhiều khi tính cách á nó cứ cảm giác không là đàn ông á, nó cứ cong cong á. Em cảm nhận anh hôm nay có em đàn ơi, ông không? Em kiểm tra lông mà để đàn ông thì em cũng sai lầm em ơi. Có nhiều người lông đầy mà cũng không phải đàn ông đâu. Dạ đây là cách em nghĩ được cách này cho em kiểm dùng cái này trước à, bữa nào về em kiểm tra sau. Em quan niệm như thế nào về tình yêu với hôn nhân? Quan điểm về tình yêu hôn nhân của em là sự chung tình, xong rồi luôn tin tưởng, tôn trọng và yêu thương, chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn. Em chỉ còn như vậy. Thì em cũng muốn hỏi anh một câu á, tại vì em cũng nghe anh chia sẻ về cái mối tình mà 10 năm của anh á, thì thực sự là em cũng, anh kêu là anh mới có chia tay có 1 năm thôi, thì thực sự em không biết là cái cảm nhận bây giờ, giả sử có một lần vô tình nào đó anh gặp lại, có khi nào anh gặp lại cái người đó không, ý là vô tình thì anh có cảm nhận như thế nào và gì không, vì người ta thường nói là tình cũ không rủ cũng đến á, em cũng sợ tại vì nó lâu á. Anh nói chung là trong tình cảm rất là rõ ràng với lại trách nhiệm, mà khi đã quyết rồi thì anh rất là dứt khoát, anh yên tâm vấn đề đó, cho dù bây giờ vô tình hay là cố tình gặp thì cũng người đó cũng chỉ là người dân thôi. Dạ, em hỏi anh thêm một câu nữa nha. Thì tại em ở ngoài Bắc á, thì thường thường Tết em sẽ, bình thường như bây giờ em chưa có lập gia đình á, thì Tết em sẽ về Bắc một lần. Thì giả sử như vậy sau này mà em lấy chồng rồi, đôi khi có thể là em vẫn ở trong đây, nhưng có Tết nào đó em muốn ra Bắc thì anh như thế nào? Anh có ra cùng em không hay là như thế nào? Anh nghĩ thì mình sẽ tùy vào cái tình hình thực tế lúc đó. Dạ. Nhưng mà anh cũng sẽ uyển chuyển để, ví dụ như năm này thì mình đón ở trong đây, năm sau thì mình đón ở ngoài em. Dạ. Mình có thể uyển chuyển được. Dạ, vậy thì em cũng an tâm hơn. Vậy em muốn hỏi thêm một câu nữa thôi được không ạ? Em hỏi nhiều câu cũng được. Ý là về giả sử sau này em hỏi thêm một cái thực tế hơn là mình giả sử nha, mình đến được với nhau á, thì anh có thể ý là về cái chuyện mà tiền bạc trong gia đình á, thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó và như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng. Yeah. Và vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Dạ. Yeah. Niềm tin mình cho nhau. Anh khẳng định cho em một câu đi. Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không. Nhưng mà sau này thời gian để em có thể. Nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ngại hơi ngại nói mà ngập ngừng. Rùng quá. Nói tóm lại trong cuộc sống, cái đó là một cái quan điểm rất là rõ ràng thôi. Có nghĩa là có những gia đình đó thì họ là chồng của chồng giữ, của vợ giữ. Và họ có một cái quỹ chung để họ tiêu xài chung. Hoặc là đưa hết cho vợ, hoặc đưa hết cho chồng. Đó là quan điểm của mỗi bạn cứ việc nói ra quan điểm của mình thôi. Nói chung người nào giữ thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là mình chi tiêu như thế nào, rồi mình có kế hoạch định hướng như thế nào. Cái đó mới là quan trọng. Okay. Nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Mình bấm nút đi kìa. Yeah. Đó, tự rồi. Nhắc luôn đó, ông mối ơi. Hết hỏi đúng không?
giờ nói thật nè, em có cảm giác một chút gì đã rung động với người đối diện chưa? Về nói chung về những gì mà nãy giờ bạn gái nói thì em có thiện cảm. Có thiện cảm. Yeah. Rồi, còn bạn gái sẽ trả lời bằng nút bấm. Tất cả chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng tôi đã tạo điều kiện rất lâu để các bạn có thể trò chuyện với nhau, có thể vui, có thể cười. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải nhắm mắt lại và thật sự trung thực với trái tim của mình các bạn nha. Sự trung thực đó sẽ giúp các bạn đến gần nhau hơn. Chúng ta không nên dối con tim của mình. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Còn không cảm giác được điều đó thì cũng không cần bấm nút. Để cái điều đó cho nhiều người khác nữa. Đừng gọi là lấy duyên của nhau mà khi đó mình xem đó là không phải. Chuẩn bị 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Nhìn tay nhau nào. Đó. Bây giờ mình có ba nè ha, có đại diện đàn gái, dì cũng như là mẹ rồi. Mình hứa với hai bên gia đình và xin phép hai gia đình là bắt đầu từ bây giờ tụi con được phép hẹn hò với nhau. Bắt đầu đi Diều. Anh luôn với em nói chứ. Em nói có gì ngồi kìa. Dì như là mẹ đó. Dạ con chào dì. Chào cả họ nhà gái. Thì em đến đây á, con đến đây thì con lấy hết cái chân tình để đến đây. Thì con bóc nút thì nó cũng nó là cái quyết định của con, cái duyên của con. Thì con không biết là cái duyên nó đến đâu, tại vì duyên còn phải có nợ nữa. Nhưng mà con nghĩ là con với em ở đây có nhiều điểm để tìm hiểu nhau mà tiến xa được. Con hứa điều gì là gì đi. Nếu có nợ có duyên thì em hứa cái gì? Dạ nếu có đủ duyên đủ nợ thì con hứa gì là con cũng em nào bây giờ thì ở với dì, dì chăm lo em cũng bấy lâu nay thì dì giao cái trách nhiệm lại cho con. Nói gì đi. Nói đây với ba này. Dạ con chào bác. Thì đến được hôm nay thì thực sự con gặp anh thì con cũng rất là vui. Dù gì thì mình đã tới đây thì mình hãy cho nhau một cơ hội thì mình cố gắng tìm hiểu. Rồi sẽ nếu cơ hội có duyên con nợ thì mình sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Con xin cảm ơn. Hôm nay với sự chứng kiến của hai bên gia đình, với hàng triệu người chúng ta nói cái gì ta nhớ giữ điều đó. Yeah. Chúng ta xuất phát từ tình cảm, từ trái tim và sự trao đổi cùng với cái duyên mà chương trình đã kết hợp. Hy vọng là chúng ta chăm sóc cái duyên đó thành cái nợ nha. Yeah. Duyên nợ đang chờ hai đứa đó. Yeah. Những chiếc vé xem phim cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Bắt đầu đi. Diệu. Chờ anh ăn chán. Dạ. Anh chán là chào con đó ông ơi. Lên chương trình để rồi hẹn hò rồi. Hung vô má. Hung má. Hung vô má hít nha. Ông thật thà dễ sợ. Hung mỏng nắm cổ ta vậy đó. Đây là sản phẩm của Amity. Chọn gói là bộ sản phẩm nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả Amity. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Và các bạn có thể sử dụng miễn phí trong vòng 1 năm nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Đây là viên uống mắc he. Viên uống mọc tóc và chống rụng tóc. Đây, còn đây là cái bộ son môi Eureka. Do Vina QA thép Nhật tặng cho bạn. Đây là